Quý vị thân mến, từ ngàn năm nay, người dân Việt Nam ta đã có thói quen sử dụng trà hàng ngày, không chỉ vì hương vị thơm ngon giúp làm giảm những cơn khát trong mùa hè nóng bức, mà nó còn có nhiều tác dụng khác đối với sức khỏe. Cụ thể như trà xanh, nó đã được chứng minh là loại thần dược giúp giữ gìn sự trẻ trung, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ cho con người hiệu quả. Vậy hàng ngày, quý vị có thường xuyên sử dụng trà xanh hay không? Và ngoài trà xanh, liệu rằng có loại trà nào cũng tốt cho sức khỏe như thế? Trong chương trình ngày hôm nay, Sống An Lạc xin được mách cho quý vị một loại trà cũng rất quen thuộc với hương vị vô cùng khó cưỡng. Đặc biệt, nếu được sử dụng loại trà này thường xuyên, cả đời bạn sẽ không còn lo về những căn bệnh nguy hiểm như tim mạch, tiểu đường hay ung thư nữa. Để biết đó là loại trà gì, hãy cùng Sống An Lạc theo dõi video quý vị nhé! Các bạn thân mến, loại trà mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị ngày hôm nay chính là trà hoa nhài. Ngoài hương vị và mùi thơm khá đặc trưng, loại trà này còn có nhiều tác dụng rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là tác dụng ngăn ngừa bệnh ung thư. Hãy cùng đi tìm hiểu cụ thể hơn về những tác dụng của trà hoa nhài bạn nhé! Tác dụng thứ nhất, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Đã có nhiều cuộc nghiên cứu trên động vật và con người cho thấy chất polyphenol trong trà hoa nhài có khả năng làm giảm kích thước khối u, làm chết tế bào ung thư cũng như ngăn chặn sự phát triển và lây lan của tế bào ung thư do nó hoạt động như chất oxy hóa mạnh mẽ. Cụ thể, theo kết quả quan sát từ cuộc nghiên cứu được tiến hành ở Nhật với những người bị ung thư ruột kết cho thấy cứ uống 10 tách trà nhài khoảng 1,2 lít và được bổ sung thêm viên chiết xuất trà xanh làm giảm sự phát triển của tế bào ung thư ruột kết xuống 51,6%. Ngoài ra, việc uống trà còn có tác động tích cực trong việc làm giảm ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú. Tác dụng thứ hai, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Theo kết quả nghiên cứu trên động vật và trong ống nghiệm cho thấy, hợp chất polyphenol trong trà có tác dụng làm cho cholesterol có hại không bị oxy hóa. Đây là nguyên nhân làm cho động mạch bị tắc nghẽn, dẫn đến tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Vì nếu cholesterol xấu bị oxy hóa, lượng cholesterol này có nhiều khả năng dính vào thành động mạch và tạo thành màng bám, khiến cho mạch máu bị thu hẹp hoặc bị tắc nghẽn, gây ra bệnh tim mạch. Ngoài ra, kết quả phân tích từ 5 cuộc nghiên cứu đã phát hiện thêm, nếu cơ thể chúng ta uống 3 tách trà nhài mỗi ngày thì làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim lên đến 21%. Đồng thời, trong một nghiên cứu khác còn cho thấy, chế độ uống 1-3 tách trà khoảng 237-710ml hàng ngày làm giảm nguy cơ đau tim thấp hơn 19% và giảm nguy cơ đột quỵ 36% so với những người uống trà ít hơn chỉ một cốc một ngày. Tác dụng thứ 3, tăng cường chức năng của não bộ. Trà hoa nhài có chứa lượng caffeine đáng kể. Đây là hai chất có thể giúp bạn tỉnh táo cũng như tăng cường hoạt động các chức năng của não bộ, nhất là cải thiện trí nhớ. Caffeine có khả năng kích thích hệ thần kinh bằng cách ngăn chặn chất dẫn truyền thần kinh ức chế adenosine. Ngoài ra, chất caffeine giúp tăng cường hoạt động của não và hỗ trợ giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh, từ đó cải thiện tâm trạng và mang lại cảm giác năng lượng tích cực cho cơ thể. Nói một cách khác, sự có mặt của caffeine trong trà hoa nhài sẽ làm cho người uống cải thiện được các chức năng hoạt động của não bộ, nhất là tâm trạng cảm thấy thoải mái. Ngoài ra, nhờ chứa hoạt chất polyphenol mạnh mẽ, trà hoa nhài có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và Parkinson. Chẳng hạn, hàm lượng EGCG có trong trà hoa nhài có thể cải thiện tình trạng viêm và vô hiệu hóa tác hại của các gốc tự do gây ra, một trong những nguyên nhân làm cho tình trạng bệnh Alzheimer và Parkinson nặng hơn. Ngoài ra, theo kết quả phân tích từ 8 cuộc nghiên cứu được thực hiện trên 5.600 người đã phát hiện ra rằng những người thường xuyên uống trà, kể cả trà hoa nhài, đều giảm khả năng mắc bệnh Parkinson đến 15% so với những người không uống trà. Tác dụng thứ tư, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc uống trà hoa nhài giúp cho cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn nhờ sự tác động của hợp chất EGCG, đồng nghĩa với việc làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Chẳng hạn, theo kết quả phân tích từ 17 cuộc nghiên cứu, gồm có 1.133 người cho thấy, việc tiêu thụ trà xanh gồm có trà hoa nhài sẽ làm giảm đáng kể lượng đường trong máu lúc đói và tăng cường hoạt động insulin. Tác dụng thứ 5, làm giảm chứng viêm khớp và đau khớp. Một trong những tác động tích cực khác của trà hoa nhài là giảm sự khó chịu của bệnh đau khớp và viêm khớp mãn tính. Các chất chống viêm trong trà hoa nhài có thể làm giảm sưng và viêm khớp bằng cách ức chế sự oxy hóa của tế bào. Tác dụng thứ 6, ngăn ngừa rối loạn tiêu hóa. Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dược học Châu Âu cho thấy, chất có trong trà hoa nhài tác động tích cực nhiều đến sức khỏe con người, bao gồm cả sự hoạt động của hệ tiêu hóa.
vì chúng có khả năng kích hoạt một số chất chống oxy hóa nội bào, đồng thời tương tác tốt với các enzyme tiêu hóa, dẫn đến việc thúc đẩy hoạt động ruột được khỏe mạnh. Tác dụng thứ 7, hỗ trợ giảm cân. Uống trà hoa nhài còn giúp cho bạn giảm cân hiệu quả cũng như thúc đẩy sự trao đổi chất diễn ra trong cơ thể tốt hơn. Theo đánh giá của một số nghiên cứu cho thấy, trà xanh gồm cả trà hoa nhài có thể làm tăng tốc độ quá trình trao đổi chất diễn ra trong cơ thể lên 4-5%, tương đương 70-100 calo mỗi ngày và góp phần đốt cháy chất béo đến 10-16% nhờ sự xuất hiện của hàm lượng caffeine và polyphenol EGCG. Vì thế, nếu bạn đang tìm kiếm bí quyết giảm cân hiệu quả và nhanh chóng, thì trà hoa nhài là một lựa chọn rất đáng để cân nhắc. Tuy nhiên, bạn vẫn cần duy trì một cơ thể khỏe mạnh bằng chế độ ăn uống cân bằng, hợp lý và tập luyện thể thao thường xuyên nhé. Tác dụng thứ 8, phòng ngừa chứng cảm cúm, cảm lạnh. Nhờ hóa chất kháng khuẩn nên trà hoa nhài còn có thể phòng được cả chứng cảm lạnh và cảm cúm do vi khuẩn thời tiết gây ra. Súc miệng thường xuyên với trà hoa nhài không chỉ giúp bạn ngăn ngừa được bệnh mà giảm mùi khó chịu trong khoang miệng. Uống trà hoa nhài hàng ngày cũng giúp cơ thể nhanh hồi phục sức khỏe hơn. Tác dụng thứ 9, tăng cường sức khỏe răng miệng. Hóa chất polyphenol, nhất là catechin, có khả năng làm vô hiệu hóa sự hoạt động của vi khuẩn, hạn chế sự hình thành màng bám và chống hôi miệng. Bằng chứng là đã có cuộc thử nghiệm trên 15 người cho thấy khi bôi dung dịch có chứa catechin trong trà xanh lên răng, đã ngăn chặn được vi khuẩn sản xuất axit bám trên răng. Đây là nguyên nhân làm mòn răng. Ngoài ra, có rất nhiều nghiên cứu khác cho thấy hợp chất polyphenol có trong trà hoa nhài và các trà xanh khác có tác dụng kháng khuẩn và khử mùi hôi hiệu quả trong khoang miệng. Vì thế, để có được sức khỏe răng miệng tốt, bạn có thể nghĩ đến việc dùng trà hoa nhài mỗi ngày với lượng vừa phải nhé. Tác dụng thứ 10, giúp làm đẹp da. Hoa nhài có khả năng chống oxy hóa cao, giúp bạn loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể. Vì thế, uống loại trà này mỗi ngày có thể ngăn ngừa tình trạng lão hóa sớm, đặc biệt là trên da. Ngoài ra, các hợp chất trong trà còn hỗ trợ điều trị mụn bằng cách cân bằng nồng độ hormone trong cơ thể. Thói quen uống trà thường xuyên còn có thể giúp bạn bảo vệ làn da trước các tác nhân gây hại, giữ cho da mịn màng, trắng sáng và khỏe mạnh hơn. Cách làm trà hoa nhài tại nhà. Cây hoa nhài rất dễ trồng, vì thế bạn có thể làm ngay trà hoa nhài tại nhà mà không cần phải mua ở ngoài với những bước đơn giản như sau. Đầu tiên, bạn cần lựa chọn nơi mua trà uy tín để tránh trường hợp mua phải trà pha độn thêm tạp chất hoặc sử dụng các hương liệu gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Bạn có thể uống trà sau 5 giờ chiều nếu muốn ngủ ngon hơn. Hoa nhài thích hợp để uống cùng trà xanh, trà đen, trà ô long, v.v. Sự kết hợp này sẽ giúp trà thơm ngon hơn. Sau đây là cách pha trà hoa nhài đơn giản mà bạn có thể áp dụng để tiếp khách hay tự mình thưởng thức. Bước 1. Cho khoảng 5 bông hoa, tức là khoảng 5 gram hoa nhài khô vào ấm trà. Bước 2. Cho một ít nước sôi vào ấm và tráng trà. Bạn cho một chút nước sôi vào ấm đã có sẵn trà, đợi 30 giây cho trà nở ra và đổ bỏ nước trà đó đi. Bước tráng trà này có công dụng kích thích trà và làm sạch trà. Bước 3. Cho thêm nước sôi khoảng 90-100 độ vào và đợi khoảng 5-10 phút cho trà ngậm nước là có thể dùng được. Mỗi 5 gram tương ứng với 200ml nước sôi. Bạn nên sử dụng đồ lọc trà chiết nước trà ra bình, khi uống thì rót lại sang tách. Đối với những loại bình thủy tinh có sẵn đồ lọc thì bạn không cần phải lọc lại. Bước 4. Khi dùng hết trà thì các bạn lại tiếp tục lặp lại bước 3 để dùng tiếp. Trà hoa nhài có thể dùng lại được từ 2-3 lần. Khi pha, bạn cần lưu ý một số quy tắc sau để trà có hương vị thơm ngon. Luôn tráng trà sơ qua một lần trước khi pha. Lưu ý lượng nước cần dùng, tránh pha quá loãng hay quá đặc. Nước pha trà tránh dùng nước nguội hơn nhiệt độ 90 độ vì trà sẽ không ra hết. Không ngâm trà quá lâu làm mất vị ngon của trà. Không nên pha quá nhiều lần nước, tối đa 2-3 lần vì sẽ khiến trà nhạt mất ngon. Không để trà qua đêm vì vị trà sẽ bị thay đổi, đồng thời không tốt cho sức khỏe bạn nhé. Thưa quý vị, với những lợi ích tuyệt vời vừa rồi thì không còn lý do nào mà chúng ta có thể từ chối loại trà thơm ngon bổ dưỡng này, đúng không nào? Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà lạm dụng loại trà này quá nhiều nhé. Bởi bất kỳ loại thực phẩm nào khi sử dụng quá nhiều hay sai cách cũng đều gây hại cho cơ thể, và trà hoa nhài cũng không ngoại lệ. Hãy cùng tiếp tục theo dõi video để biết về những tác dụng phụ nguy hiểm của trà hoa nhài và có cách sử dụng phù hợp nhất bạn nhé. Để sức khỏe được đảm bảo khi uống trà hoa nhài, bạn cần lưu ý một số điểm sau. Thứ nhất, không tốt cho phụ nữ mang thai. Bà bầu có uống được trà hoa nhài hay không chính là câu hỏi mà rất nhiều chị em mang thai thắc mắc. Mặc dù trà hoa nhài có tác dụng an thần, tính mát, nhưng hương thơm của trà lại quá nồng nên được khuyến cáo không thích hợp với phụ nữ trong thai kỳ.
Thực tế đã có những trường hợp sử dụng trà hoa nhài gây nên các cơn co thắt sớm tử cung, sảy thai hoặc chuyển dạ sớm. Đây được xem là một trong những tác dụng phụ nghiêm trọng nhất của hoa nhài mà người dùng nên chú ý. Ngoài ra, chất caffeine trong trà hoa nhài đi vào cơ thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến thai nhi như khó ngủ và khó thở. Trà còn làm giảm khả năng cơ thể hấp thụ axit folic đúng cách, chất giúp phát triển hệ thống thần kinh của em bé và cản trở khả năng hấp thụ chất sắt vào cơ thể. Thứ hai, làm trầm trọng hơn các vấn đề về hệ tiêu hóa. Theo nghiên cứu, trà hoa nhài giúp hình thành các lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa, giúp cải thiện sức mạnh đường ruột, dễ tiêu và tăng cường khả năng tiêu hóa. Do đó, khi sử dụng trà khi đói sẽ mang lại cảm giác khó chịu, cồn cào trong dạ dày và làm trầm trọng thêm các bệnh về đường tiêu hóa. Thứ ba, làm tăng nguy cơ thiếu máu. Chất catechin có trong trà hoa nhài là một trong những nguyên nhân làm giảm khả năng hấp thu chất sắt của cơ thể từ thực phẩm. Vì thế, với những người thường hay bị thiếu chất sắt như là phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người ăn kiêng nên cân nhắc khi uống trà hoa nhài. Thứ tư, gây dị ứng. Mặc dù trà hoa nhài được làm từ thảo mộc tự nhiên nhưng không phải ai cũng thích hợp để uống vì mùi hương này khá nồng. Do cơ địa mỗi người khác nhau, không ít người dị ứng với trà hoa nhài. Bắt nguồn từ việc dị ứng phấn hoa, mùi hoa hay dị ứng sau khi uống trà. Quý vị thân mến, như vậy là qua 15 phút của chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những tác dụng của trà hoa nhài rồi. Hãy cùng điểm lại những tác dụng điển hình nhất nhé. Trà hoa nhài và những tác dụng chữa bệnh tuyệt vời. Thứ nhất là giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Thứ hai là hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Thứ ba là tăng cường chức năng của não bộ. Thứ tư là giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Thứ năm là giảm chứng viêm khớp và đau khớp. Thứ sáu, ngăn ngừa rối loạn tiêu hóa. Và thứ bảy là hỗ trợ giảm cân. Với những lợi ích này, hãy sử dụng trà hoa nhài thường xuyên hơn bạn nhé. Sống an lạc, sống khỏe, sống thọ.